Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Chị Minh Phương ạ, không biết là sang đến ngày hôm nay thì thời tiết trên cả nước như thế nào ạ? Miền Trung mưa lũ đã qua giai đoạn căng thẳng chưa chị? Dạ vâng, xin chào chị Hải Yến. Lũ ở Quảng Bình thì đã qua giai đoạn căng thẳng rồi và dự báo là trong hôm nay sẽ xuống hẳn. Vùng mưa nhiều ở Trung Bộ sẽ dịch xuống Quảng Nam tới Khánh Hòa. Cường độ thì cũng không còn lớn như hai ngày trước nữa. Với miền Bắc thì trời ít mưa nhưng mà buổi sáng thì có sương mù, thế nên là chất lượng không khí bị ảnh hưởng. Như tại thủ đô Hà Nội, đến gần trưa rồi mà vẫn có lớp sương mù nhẹ bao phủ. Vì thế mà khói bụi vẫn bị giữ lại quanh quẩn ở trong bầu không khí mà chúng ta hít thở. Chỉ số chất lượng không khí ở phần lớn các trạm mà chúng ta có thể quan trắc được thì đều ở mức kém cho đến mức xấu, tương đương với nồng độ bụi mịn khá cao từ 101 trở lên. Tình trạng ô nhiễm khói bụi như vậy khả năng sẽ lại tái diễn trong đêm nay và sáng sớm mai, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của nhiều người. Để tránh hít phải nhiều bụi mịn thì quý vị nên đeo khẩu trang và hạn chế tập thể dục ở những khu vực có nhiều phương tiện giao thông đi lại. Sở dĩ chất lượng không khí ở Hà Nội thường kém vào buổi đêm và sáng sớm là bởi vì sương mù rất hay xuất hiện trong khoảng thời gian này. Dự báo là độ ẩm cao trên 87% lại kết hợp với mức nhiệt thấp chỉ khoảng là 22 độ C thôi, thế nên là dễ tạo thành sương mù, cản trở khói bụi thoát vào bầu khí quyển. Còn trong chiều nay thì dự báo trời có những khoảng hửng nắng cộng thêm là thời tiết dịu mát, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là 28 độ C thôi. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh dự báo chiều nay trời sẽ tiếp tục mỏng mây và đi kèm đó sẽ là nắng mạnh. Quý vị có thể cảm nhận rõ cái nóng khi mà nhiệt độ tăng lên cao nhất là 33 độ C. Và sau 3 giờ chiều thì mây dông có thể phát triển và gây mưa cho khu vực này. Cảnh báo có những nơi mưa to, tiềm ẩn với gió giật và cả sấm sét nguy hiểm. Còn bây giờ, xin mời tiếp tục Chuyển động 24 giờ.